Trận nữ Nhật Bản với nữ Tây Ban Nha thuộc khuôn khổ lượt 3 bảng C World Cup nữ 2023. Màn so tài này diễn ra tại sân vận động Sky Stadium Wellington, New Zealand. Lượt 2 của bảng C chứng kiến nữ Nhật Bản và nữ Tây Ban Nha cùng giành chiến thắng. Nữ Nhật Bản đánh bại nữ Costa Rica với tỷ số 2-0. Nữ Tây Ban Nha thắng nữ Zambia với cách biệt 5 bàn không gỡ. Như vậy, nữ Nhật Bản và nữ Tây Ban Nha toàn thắng 2 lượt đấu đầu tiên của bảng C. Việc thu về 6 điểm tối đa giúp hai đội đủ điều kiện tham dự vòng 1/8 sớm một lượt đấu. Nữ Tây Ban Nha bất bại cả 4 lần so tài gần đây trên mọi đấu trường cùng nữ Nhật Bản. Đại diện của châu Âu giành tới 3 chiến thắng. 2 trong 3 chiến thắng ấy có cách biệt 1 bàn. Nữ Nhật Bản hiện xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, vị trí của nữ Tây Ban Nha trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất là thứ 6. Soi tỷ lệ kèo châu Á 1/2-0. Về lý thuyết, trận nữ Nhật Bản với nữ Tây Ban Nha chỉ còn mang tính thủ tục. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Cả hai đội đều muốn giành 3 điểm để kết thúc ở vị trí số 1 bảng C. Nữ Tây Ban Nha những năm gần đây thường xuyên bắt nạt nữ Nhật Bản. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu 2, nữ Nhật Bản và nữ Tây Ban Nha đều gây ấn tượng về khả năng ghi bàn kể từ khi vòng chung kết World Cup nữ 2023 khởi tranh. Bên cạnh đó, 9 trên 10 trận gần đây của nữ Tây Ban Nha chứng kiến không dưới 3 bàn thắng. Vì vậy, khả năng cao nữ Nhật Bản sẽ cùng nữ Tây Ban Nha chinh phục thành công mốc tài xỉu cả trận là 2. Dự đoán tỷ số, nữ Nhật Bản 1-2 nữ Tây Ban Nha.